Chào các em. Tiết học hôm nay là tiết ôn tập tự luận kiểm tra học kỳ 1 phần 2. Và đây cũng là tiết cuối phần ôn tập tự luận để các em chuẩn bị bước vào cái kỳ kiểm tra cuối kỳ. Thì ở phần 1 thì ta đã ôn được một số nội dung bài tập liên quan đến tự luận ôn các đoạn mạch nối tiếp song song lồng ghép với cách tính công suất điện năng cũng như là nhiệt lượng tỏa ra. Thì ở phần 2 này thì ta sẽ đề cập đến những cái nội dung bài tập liên quan đến những thiết bị điện, những cái nội dung có liên quan đến thực tế về tiết kiệm điện năng. Tiếp tục theo bài 20 trong cái phần đề cương ôn tập thầy đã giao cho lớp, thì tôi xem cái bài 20 này. Cho một đoạn mạch điện gồm một bếp điện có ghi 220V 880W mắc song song với một điện trở R bằng 440Ω. Hiệu điện thế của đoạn mạch bằng 220V. Câu A, tính điện trở của bếp và cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Câu B, tính công suất tiêu thụ của điện trở R và nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong 20 phút theo đơn vị joule. Và câu C, tính điện năng tiêu thụ của bếp trong một tháng tính cho 30 ngày theo đơn vị joule và kWh. Từ đó biết được số đếm công tơ điện. Biết rằng mỗi ngày dùng bếp 2 giờ. Thì chưa hết, em tóm tắt. Thì liên quan đến những thiết bị điện có ghi số vôn và số watt, thì khi các em tóm tắt ta xem như bếp điện là một cái điện trở thì ký hiệu là RB. Số ghi ta ghi rõ ra điện trở R điện thế U, tính RB, tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Thì ở đây ta em lưu ý là đây là đoạn mạch mắc song song gồm có bếp và R. Ở câu B, tính công suất tiêu thụ của điện trở R và nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong 20 phút theo đơn vị joule. Và khi tóm tắt thì các em nên đổi ra giây trước. Ở câu C, tính điện năng tiêu thụ của bếp trong một tháng 30 ngày theo đơn vị joule và kWh. Từ đó suy ra số đếm của công tơ. Thì ở câu C, trong các tiết trước khi em làm bài tập, khi ôn tập giữa kỳ, thầy đã nhắc điện năng tiêu thụ được tính theo hai đơn vị joule và kilowatt giờ. Thì khi em làm bài tập, em nên tính theo đơn vị kilowatt giờ rồi em đổi ra joule thì nó sẽ gọn hơn. Thì lúc này thời gian phải tính bằng giờ và công suất phải tính bằng kW. Như vậy khi làm đến câu C thì ta chú ý sử dụng đúng cái đơn vị. Rồi, ở câu A, điện trở của bếp thì một dụng cụ điện người ta đều ghi số vôn và số watt. Khi em làm đến những bài tập liên quan đến dụng cụ điện thì cái điều đầu tiên là mình phải hiểu được ý nghĩa các số ghi. Điều thứ hai là từ các số ghi ta sẽ tính được cái gì. Ở đây người ta đã cho biết hiệu điện thế định mức và công suất định mức. Như vậy từ hai số này các em sẽ tính được cường độ dòng điện định mức bằng công thức P bằng U nhân I. Điều thứ hai, từ hai số ghi này ta có thể tính được điện trở của dụng cụ bằng công thức P bằng U bình phương chia cho R. Từ đó các em suy ra R. Như vậy ở đây thì ta tính điện trở của bếp dựa vào cách tính thứ hai. R bếp bằng U bình định mức chia cho P định mức. Sở dĩ thầy ghi rõ định mức ở đây là để các em hiểu đây là những số ghi trên dụng cụ. Các em thay số bấm máy tính kết quả là 55 ô.
Rồi, bây giờ tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Đây là đoạn mạch song song. Thì các em hay có thói quen là tính R tương đương rồi dùng định luật ohm. À, thì đây thì chỉ cho cái cách để mà các em biết tận dụng các số ghi trên dụng cụ để ta tính cái cường độ dòng điện qua đoạn mạch nó gọn hơn. Thứ nhất là các em nhận xét hiệu điện thế sử dụng của bếp bằng 220V và đúng bằng với hiệu điện thế định mức. Đây là hiệu điện thế sử dụng đúng bằng với hiệu điện thế định mức bằng 220V. Như vậy ta biết ngay là bếp hoạt động bình thường. Bếp hoạt động bình thường và nó sẽ tiêu thụ một công suất bằng 880 W. Và khi em biết được công suất tiêu thụ của bếp, biết được hiệu điện thế sử dụng của bếp thì ta tính được cường độ dòng điện qua bếp. P bếp chia U bếp bằng 4 lambda. Và để tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch, ta chỉ cần tính thêm cường độ dòng điện qua điện trở R. IR bằng UR chia R bằng 0,53 và từ đó ta tính được cường độ dòng điện qua đoạn mạch song song hay là qua mạch chính. Thì em dựa vào tính chất của đoạn mạch song song, I mạch chính bằng tổng I mạch rẽ, bếp và R là mạch rẽ. Như vậy ở câu A này thì em đã biết được cách vận dụng số ghi trên dụng cụ để tính cường độ dòng điện và kết hợp với định luật ohm và tính chất của động mạch song song. Ta sang câu B. Là kết quả của câu A. Câu B, tính công suất tiêu thụ của điện trở R. Thì em dựa vào công thức công suất PR bằng UR nhân IR. Em dùng công thức U bình phương chia cho R cũng được, nhưng mà công thức này ta dễ tính hơn, nhanh hơn. Tại vì UR và IR ta đã có rồi, ta đã tính ở câu A. Kết quả là 110W. Nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong 20 phút. Như vậy ta đã biết được ở câu A là bếp tiêu thụ công suất là 880W. Cho nên ta sẽ tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp theo công thức Q bằng T nhân T nhanh hơn. Em thay số thì kết quả sẽ ra là 1.056.000 J. Ở câu C, tính điện năng tiêu thụ của bếp trong một tháng. Biết rằng bếp sử dụng 2 giờ một ngày, như vậy ta tính tổng cái thời gian sử dụng trong cái phần tóm tắt là 60 giờ. Và như hồi nãy thầy đã nói, tính theo đơn vị kilowatt giờ. Và cái đơn vị kilowatt giờ này chỉ có một công thức phù hợp, đó là A bằng P nhân T. Thì mới đúng theo cái đơn vị này. Thì khi đó kilowatt kèm đổi ra watt kèm đổi ra kilowatt. Như vậy điện năng tiêu thụ của bếp trong một tháng A bằng P bếp trên T 880W ta đổi ra kilowatt. Thời gian sử dụng là 60 giờ. Vậy kết quả là 52,8 kWh. Đến đây muốn đổi tính theo đơn vị joule thì ta chỉ việc lấy kết quả này nhân cho 36 nhân 14 năm, thì sẽ ra được 190.080.000 J. Rồi muốn tính số đếm công tơ điện thì ta lại nhớ lại ý nghĩa số đếm là gì. Mỗi số đếm của công tơ điện cho ta biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh. Như vậy điện năng sử dụng là 52,8 kWh tương ứng với số đếm là N bằng 52,8.
Như vậy cái bài này chỉ cần các em thuộc công thức và nắm vững cái đơn vị thì các em có thể tính được dễ dàng. Bài 21. Thì bài này thì chỉ gợi ý thôi, vì cách làm cũng tương tự như bài 20. Thì các em có thể làm chi tiết lại. Một bếp điện và một điện trở R55 ohm mắc song song được sử dụng ở hệ điện thế 220V. Cường độ dòng điện qua bếp là 5A. Tính công suất của bếp và điện trở tương đương đoạn mạch. À, thì người ta đã cho biết y bếp là 5A thì dễ dàng các em tính được công suất tiêu thụ của bếp. Rồi tính điện trở tương đương của đoạn mạch thì giống như cái bài hồi nãy, thì ta sẽ đi tìm cường độ dòng điện qua R bằng cách dùng biểu đồ ohm U chia cho R bằng 4A. Rồi đã có được y bếp thì các em tính được cường độ dòng điện qua mạch chính là 5 cộng cho 4 bằng 9A. Từ đó ta tính được điện trở tương đương có U mạch, có Y mạch. Ở câu B, tính điện năng mà R và bếp tiêu thụ trong một tháng. Ở đây là tính điện năng cả hai dụng cụ điện trở và bếp, và mỗi dụng cụ này sử dụng với thời gian khác nhau thì các em phải tính riêng. Công suất của bếp ở câu A thì các em dễ dàng tính bằng công thức P bằng U như để nhân cho Y. Và trước khi tính điện năng thì ta phải đổi watt, em đổi ra kilowatt. Tính điện năng mà điện trở R, như vậy là ta đi tính công suất của R. Để lát nữa khi ta tính điện năng, em sử dụng công thức A bằng P nhân T. Công suất của bếp em cũng đổi ra kilowatt. Như vậy điện năng tiêu thụ của bếp trong một tháng A bếp bằng P bếp nhân cho T bếp. P bếp là 1,1. Thời gian sử dụng của bếp là 3 giờ mỗi ngày. Một tháng 30 ngày. Như vậy là 3 nhân cho 30. Kết quả là 99 kWh. Điện năng tiêu thụ của điện trở R trong một tháng AR bằng PR nhân cho TR 0,88. Điện trở R thì chỉ sử dụng 2 giờ mỗi ngày. Như vậy là ta thay bằng 2 nhân cho 30. Kết quả là 52,8 kWh. Như vậy bài này dễ hơn bài nãy nha. Ta qua bài 22. Thì bài 22 này là bài có liên quan đến kiến thức thực tế. Để đủ ánh sáng cho việc học tập của mỗi lớp học trong trường mắc 12 bóng đèn. Thời gian học sinh mỗi ngày là 5 tiết và mỗi tiết có 45 phút. Mỗi tháng có 26 ngày học. Câu A. Khi mắc 12 bóng đèn huỳnh quang, loại đèn ống thông thường, trong một lớp học, công suất tiêu thụ của mỗi đèn là 40W. Tính điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn trên trong một tháng. Câu B. Thay các đèn huỳnh quang trong phòng học trên bằng các đèn LED. Công suất của đèn LED là 18W. Tuy là 18W nhưng có độ sáng tương đương với đèn huỳnh quang. Tính điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn LED trên. Ở câu C, để chỉnh lại cái câu hỏi này. Ở câu C, tính lượng điện năng mà nhà trường tiết kiệm được trong mỗi tháng. Biết rằng nhà trường này có 20 phòng học và các đèn huỳnh quang và các đèn LED hoạt động bình thường. Thì đây là một cái bài tập thực tế.
mà em thấy trường mình cũng có số phòng học cũng tương đương như thế. Và hiện nay các lớp đều sử dụng các đèn ống, đó là chính là đèn huỳnh quang. Một số lớp thì có thấy là nhà trường đã thay một số bóng đèn đèn bảng bằng những cái đèn led. Như vậy giữa đèn huỳnh quang và đèn led có cái sự khác nhau gì mà hiện nay em thấy trong thực tế người ta thường sử dụng cái đèn led? Và trong cái bài công suất điện năng thầy đã chia sẻ thời gian trước thì thầy có đáng nhắc về cái trường hợp này, cái đèn led và cái đèn huỳnh quang, đèn led nó có nhiều ưu điểm hơn. Ưu điểm thứ nhất là tuổi thọ của đèn này, sử dụng lâu hơn. Điều thứ hai là nó tiết kiệm được điện năng, và điều thứ ba là nó thân thiện với môi trường, nó tỏa nhiệt ít hơn so với những loại đèn khác. À, như vậy ở đây thì ta xem coi là cái đèn led được tiết kiệm điện năng như thế nào, thì ta tính qua việc tiêu thụ điện năng của một lớp rồi suy rộng ra ở một trường có 20 lớp như thế này. Trước hết ta tóm tắt, tổng cộng là 12 bóng đèn, thời gian sử dụng trong một tháng của mỗi lớp, mỗi ngày là 5 tiết, mỗi tiết 45 phút và thời gian là 26 ngày. Như vậy khi ta tính thời gian sử dụng thì ta lấy 5, đây là 5 tiết, nhân cho 0,75 là 0,75 giờ, là mỗi tiết 45 phút, kèm đổi ra giờ, kèm lấy 45 chia cho 60 thì kết quả là 0,75. Rồi kem lại nhân cho 26 thì sẽ ra được tổng thời gian sử dụng đèn trong một tháng. Công suất của đèn huỳnh quang là 40W, kèm đổi được kW. Đèn led là 18W, ta cũng đổi được kW. Là ở câu A, tính điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn huỳnh quang. Ở câu B, điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn led. Và câu C, tính lượng điện năng tiết kiệm. Thì cách làm câu A và câu B nó tương tự. Trước hết thì ta đi tính để sửa lại. Điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn huỳnh quang trong một tháng ở mỗi lớp thì em cũng dùng công thức A bằng T nhân T, thì ký hiệu đèn huỳnh quang là HQ. Ở đây là 12 bóng thì ta phải nhân công suất mỗi bóng trong 12 thời gian và kết quả là 46,8 kWh. Tương tự cách tính điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn led trong mỗi lớp là 21,06 kWh, đó là câu B. Rồi. Câu C, tính lượng điện năng mà nhà trường tiết kiệm được, lượng điện năng mà nhà trường tiết kiệm được trong mỗi tháng. À, thì như vậy ta có thể làm gộp như thế này. A tiết kiệm sẽ bằng cái gì? Thì ta thấy điện năng tiêu thụ của đèn huỳnh quang nó nhiều hơn, lớn hơn so với đèn led. Như vậy ta lấy A của điện quang trừ cho A của đèn led. Và cái hiệu này em nhân cho 20, đó là 20 phòng học. Còn cái câu A, câu B là ta chỉ tính cho mỗi phòng học thôi. À, như vậy kết quả em thay số em tính thì là 514,8 kWh. Như vậy ta thấy nếu như nhà trường mình thay toàn bộ đèn huỳnh quang bằng đèn led thì mỗi tháng tiết kiệm được 514,8 kWh. Và ta biết được số tiền điện
là 1 kWh là bao nhiêu tiền, thì có thể tính được số tiền mà nhà trường mình tiết kiệm được khi mình thay thế đèn huỳnh quang bằng đèn led. Hoặc là một cái bài tập thực tế khác, bài 23: điện gió là một dạng năng lượng sạch nhưng giá thành hiện nay để sản xuất điện gió rất cao. Thì em biết xu hướng của các nước hiện nay là người ta sử dụng năng lượng sạch, thì cái điện gió tức là dùng năng lượng của gió, năng lượng của gió để tạo ra được cái điện này, năng lượng sạch nhưng mà giá thành để sản xuất khá cao. Nhưng mới đây một dự án đã đưa điện gió vào trong sinh hoạt dành cho những người dân nghèo ở ven sông Hồng, tức là nước mình cũng đã có sử dụng cái điện gió ở một số địa phương. Dự án này thiết kế hệ thống điện gió từ các chậu nhựa rẻ tiền kết hợp với các tấm pin mặt trời, tạo ra lượng điện năng được lưu trong những bình ắc quy. Dự án này đã khuyến khích sự sáng tạo, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao ý thức tiết kiệm điện. Đó, người ta nói qua về cái việc, về cái mục đích của việc sử dụng điện gió. Mà bây giờ một cái bài toán cụ thể như thế này: trước đây mỗi ngày những người dân này sử dụng 2 bóng đèn 60W để thắp sáng trong khoảng 3 giờ, chỉ có 2 bóng đèn thôi và thắp sáng trong 3 giờ. Nhưng mà do xa cái nguồn điện cho nên là phải mua điện với giá rất cao, đến 5.000 đồng 1 kWh. Nhưng hiện nay họ chỉ cần dùng 2 bóng đèn LED công suất 9W có độ sáng tương đương với đèn 60W. Em hãy tính toán và cho biết khi dùng đèn LED và hệ thống điện gió, người dân đã tiết kiệm được mỗi tháng, tính là 30 ngày, bao nhiêu tiền so với trước đây. Bài toán này mình gọi là một cái bài toán về năng lượng ha. Thì cách làm cũng giống như cái bài trước. Trước hết ta đi tính điện năng, điện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn 60W trong một tháng, A bằng P nhân T. Thì kem đổi 60W ra kW, 2 bóng thì ta nhân cho 2, một ngày sử dụng 3 giờ nhân cho 30, kết quả là 10,8 kWh. Tương tự ta đi tính điện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn LED trong một tháng, đèn LED thì là 9W, như vậy ta đổi ra 0,009 kWh. Như vậy điện năng tiêu thụ trong 3 giờ của mỗi tháng là 1,62 kWh. Đây, đến đây thì ta sẽ đi tính được điện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn LED trong một tháng. Là 10,8 kWh. Của 2 đèn LED trong một tháng là 1,62 kWh. À, thì số lại cái kết quả này để em dễ theo dõi hơn. Đây, bây giờ ta đi tính số tiền phải trả trong một tháng khi dùng đèn 60W. 5.000 đồng 1 kWh, như vậy mỗi tháng phải trả 54.000 đồng. Số tiền phải trả trong một tháng khi dùng đèn LED, 1,62 nhân cho 5.000 là 8.100 đồng. Như vậy ta đã biết được số tiền điện tiết kiệm được khi mà ta sử dụng đèn LED là 45.900 đồng. Như vậy ta thấy là sử dụng đèn LED nó có cái lợi ích ha, nó có cái lợi ích, nó giảm được số tiền điện hàng tháng. Tuy rằng mua một bóng đèn LED thì nó hơi khá, nó khá là mắc, mắc hơn nhiều so với những cái đèn sợi đốt hay là đèn huỳnh quang, tức là mình phải tốn cái chi phí ban đầu. Nhưng mà khi ta sử dụng thì nó sẽ tiết kiệm được điện năng cũng như là tiết kiệm được số tiền điện phải trả trong một tháng.
cũng tương tự. Một phòng học có 10 bóng đèn hình quang, công suất tiêu thụ mỗi đèn là 54W. Thay các đèn hình quang này bằng các đèn LED có độ sáng tương đương, tính lượng điện năng một phòng học tiết kiệm được trong mỗi tháng. Cho biết đèn LED thay thế có công suất 20W, trung bình mỗi ngày sử dụng là 10 giờ và một tháng sử dụng là 26 ngày. Cách làm thì cũng tương tự như những bài trước. Tính điện năng tiêu thụ của 10 bóng đèn hình quang, 10 bóng nhân cho 10 với 0,051 là 132,6 kWh. Điện năng tiêu thụ của 10 đèn LED là 52 kWh. Lượng điện năng tiết kiệm lấy A1 trừ cho A2. Như vậy ba bài liên tiếp thầy đã hướng dẫn em cách tính điện năng tiêu thụ trong một tháng của các thiết bị và áp dụng trong thực tế, cho biết em biết được cách tính điện năng tiết kiệm, tính được số tiền điện tiết kiệm được. Như vậy là cái phần ôn tập ở trong lớp theo cái đề cương thầy đã đưa cho lớp đến hết cái bài 24. Bây giờ thầy giới thiệu thêm cho em một cái bài 25 là bài tập liên quan đến biến trở quan trạng. Đây là bài tập thầy bổ sung thêm trong cái tiết ôn tập phần 2 như thế này. Em đọc đề. Một biến trở con chạy có ghi 50 ohm 2 ampere. Dây làm biến trở bằng hợp kim nickel có điện trở xuất. Tiết diện của dây quấn là 0,12 mm2 ở câu A. Nêu ý nghĩa số ghi trên biến trở. Tính chiều dài của dây quấn biến trở. Ở câu B, mắc biến trở trên nối tiếp với một bóng đèn. Trên đèn có ghi 6V 4W và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U bằng 12V. Tính giá trị điện trở R1 của biến trở để đèn sáng bình thường. Tức là cái câu B này, mình phải tính điện trở R1 của biến trở để đèn sáng bình thường. Câu C, di chuyển con chạy của biến trở sao cho công suất tiêu thụ của đèn bằng 9/16 công suất định mức của đèn. Tính lại giá trị điện trở R2 của biến trở và công suất tiêu thụ của đoạn mạch khi đó. Thì trước khi ta giải thì thầy nhắc, các em cứ xem biến trở là một cái điện trở. Và cái điện trở này nó có thể thay đổi được cái chỉ số. Và khi nó thay đổi chỉ số thì kéo theo cường độ dòng điện nó thay đổi. Giống như là một cái bài tập khác. Vậy thôi. Nha. Cứ xem biến trở là một điện trở. Trước hết thì em tóm tắt lại. Biến trở có ghi 50 ohm 2 ampere. Có điện trở xuất, có tiết diện thì em phải đổi ra mét vuông. Bóng đèn có ghi 6V 4W. Ở câu A thì liên quan đến biến trở thôi. Và câu B, mắc đèn và biến trở nối tiếp với nhau. Người ta điều chỉnh di chuyển con chạy cho biến trở có giá trị điện trở R1 để đèn sáng bình thường. Thì ta đi tìm giá trị R1 đó. Ở câu C, tiếp tục thay đổi chỉ số điện trở của biến trở sao cho công suất tiêu thụ của đèn bằng 9/16 công suất định mức. Hãy tìm giá trị R2 và công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong trường hợp này. Thì câu A là nó nằm trong cái đề cương lý thuyết, các em học thuộc thì các em trả lời được ý nghĩa số gì. Điện trở lớn nhất của biến trở bằng 50 ohm và cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở bằng 2 ampere. Và để tính chiều dài của dây quấn thì các em dựa vào cái số ghi 50 ohm này, biết được R, biết được Rho, biết được S thì dễ dàng ta tính được chiều dài của dây quấn. L bằng R nhân S chia Rho.
Kết quả là bằng 15 mét theo thầy số. Như vậy câu A thì nghĩ rằng em nào cũng có thể làm được câu này. Nó nằm trong cái phần vận dụng cơ bản. Ở câu B, mắt bím trở trên nối tiếp với đèn và mắt và nguồn điện có hiệu điện thứ U bằng 12V. Tính giá trị R1 của bím trở. Thì trước hết các em phải hiểu được sơ đồ cặp mắt. Như vậy mặt điện này gồm có một bím trở và đèn mắt nối tiếp. À, như vậy sau khi ta đã tính được chiều dài của dây, bây giờ cô B biến trở với khép nối tiếp với một bóng đèn thì ta cứ sử dụng tính chất của động mạch nối tiếp. Ở đây người ta nói điều chỉnh cho biến trở có giá trị R1 để đèn sáng bình thường, thì ta nhớ lại ý nghĩa số điện. Khi hiệu điện thế của đèn đúng bằng hiệu điện thế định mức thì đèn sáng bình thường và nó sẽ tiêu thụ một công suất bằng công suất định mức. Và do đèn sáng bình thường nên ta biết được hiệu điện thế sử dụng của đèn bằng 6V và công suất tiêu thụ của đèn bằng 4W. Và có hai số kia này ta sẽ tính được cường độ dòng điện qua đèn, và đèn mắc nối tiếp với biến trở nên cái cường độ dòng điện qua đèn cũng là qua đoạn mặt. Thì khi em sử dụng công thức P bằng U nhân Y để ta tính được Y đèn, khi em để phân số không có chia, kết quả là 2/3 hàng đèn. Có được Y mặt, có được U mặt là 12V. Thì ta sẽ tính được điện trở tương đương. Nhưng trước hết thì ta tính trước điện trở của đèn dựa vào hai số ghi U bình chia B, kết quả là 9 ohm. Rồi điện trở tương đương của đoạn mạch RAB bằng U chia Y, U bằng 12, Y bằng 2/3 ampe. Như vậy kết quả điện trở tương đương bằng 16-18 ohm. Có R đèn, có R tương đương. Như vậy, muốn tìm điện trở R1 của điện trở thì em áp dụng công thức của điện trở tương đương đoạn mạch mắc nối tiếp. RAB bằng R1 cộng cho R đèn suy ra R1 bằng 18 trừ cho 9 bằng 9 ohm. Như vậy, ở câu A dễ rồi, câu B hơi khó hơn một chút vì nó liên quan đến cái hoạt động của đèn. Thì ta hiểu được cái hoạt động của đèn thì khen kết hợp với việc vận dụng các công thức mình đã học của đoạn mạch nối tiếp là công thức của đoạn ô, thì khen vẫn tính được giá trị ở câu B, giá trị R1 của B. Ở câu C, công suất tiêu thụ của đèn khi biến trở có giá trị R2. Thì trong cái đề bài này người ta nói điều chỉnh biến trở sao cho điện trở của nó đạt giá trị R2 thì công suất tiêu thụ của đèn bằng 9/16 công suất định mức. Và công suất định mức ta có rồi là 4W. Như vậy ta tính được công suất tiêu thụ của đèn P đèn bằng 9/16 P định mức. Thì em thay cái P định mức bằng 4W vào đây. Thì ta tính được công suất tiêu thụ của đèn bằng 2,25W. Cường độ dòng điện qua đèn P đèn bằng Y đèn bình phương nhân cho R đèn. Hồi nãy ta đã tính được R đèn bằng 9 ohm. P đèn ta đã có bằng 2,25W. Thì em phải tìm cái Y bằng công thức này. Chứ ta không dùng định luật ohm được vì R1
ta chưa biết, R của biến trở ta chưa biết. Như vậy các em phải sử dụng cái công thức công suất tiêu thụ của đèn để các em tìm Y đèn. Và Y đèn này cũng chính là Y mặt. Như vậy từ đây ta suy ra Y bình phương của đèn bằng P đèn chia R đèn. Rút căn, thay số. À, lúc này phải tính được cường độ dòng điện qua đèn bằng 0,5 ampe. Và chắc chắn là đèn sáng yếu hơn bình thường rồi. Vì nó nhỏ hơn hai, vì nó nhỏ hơn cái Y định mức hồi nãy mình tính là 2,3 ampe. Rồi, có Y đèn, có Y mặt thì mình kết luận trước cường độ dòng điện qua mặt và qua biến trở qua đèn đều như nhau bằng 0,5 ampe. Như vậy ta tính được điện trở tương đương của đoạn mặt lúc sau. Lúc sau là lúc mà biến trở có giá trị R2. R'AB bằng UAB chia cho Y' là 12 chia 0,5. Kết quả là 24 ohm. Như vậy ta thấy khi con chạy của biến trở di chuyển đến một cái giá trị mới thì cường độ dòng điện qua mặt nó sẽ thay đổi. À, bây giờ nó bằng 0,5 ampe, còn hồi nãy nó là 2/3 ampe. Rồi điện trở tương đương cũng thay đổi. À, như vậy ta đã tính được điện trở tương đương của biến trở và đèn là 24 ohm. Đèn và biến trở mắc nối tiếp, như vậy ta tính được điện trở R2 của biến trở. R'AB là điện trở tương đương sẽ bằng R đèn cộng cho R2, suy ra R2 bằng R'AB trừ R đèn. À, kết quả là 15 ohm. Công suất tiêu thụ của đoạn mặt P bằng U nhân cho Y. Y ta đã có rồi, bằng 12 nhân 0,5 bằng 6W. Như vậy qua cái bài tập này thì nhắc lại một cái dạng bài tập về biến trở có liên quan đến số ghi biến trở. Rồi trong biến trở thì nó có đèn, cũng có số ghi. Như vậy bài này ta đã sử dụng hết ý nghĩa các số ghi của biến trở và đèn. Còn tính chiều dài thì các em dựa vào công thức R bằng rho L trên S. Tính điện trở của biến trở R1, R2 thì ta lại dựa vào tính chất của động mạch nối tiếp, dựa vào định luật ôm. Như vậy là phần ôn tập ở chương điện học phần 2 của thầy đến đây là kết thúc. Như vậy là qua hai phần thầy đã ôn tương đối đầy đủ các dạng bài tập. Và những dạng bài tập này trải dài từ định luật ôm cho đến nhiệt lượng tỏa ra. Thì em xem kỹ lại những cái bài giảng này để ta chuẩn bị cho cái bài kiểm tra cuối kỳ thật tốt. Thầy chào các em.